đúng không? Đúng rồi. Hợp với mình mua thôi. Nhưng mà chưa có chồng thì càng ngon. Có gì dạ luôn không? Đúng rồi. Hàng thông kìa. Đây, xe mình đây nè. Làm một ly cà phê sữa buổi sáng. Quay góc này đẹp anh em không? Thấy chiếc xe cũng xin chào tất cả anh em nha. Đây là một buổi sáng rảnh rỗi của mình và hai đứa cháu. Chào mọi người. Con chào người. Con chào Đăng Quang ơi. Con chào người. Rồi ok, lên xe chú chở đi học. Hôm nay mình chở hai đứa này đi học sống sẵn tiền chở khách nha anh em. Rồi, đúng được dẫm dép lên trên ghế. Rồi, đúng rồi, ngồi rồi đó. Rồi ok. Nói chào bố nha. Rồi. Chào bố nha. Rồi, chào bố rồi thôi. Đóng rồi nè. Ê. Rồi. À, chào tất cả mọi người rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi, à, giờ con nói lại thêm một lần nữa. Con chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chú Tâm chở hai con đi học. Chào tất cả mọi người. Con chào tất cả mọi người. Gì nữa? Hôm nay sao? Hôm nay chú Tâm chở con hai con đi học. Rồi, ok chạy đi. Ok anh em. Ngồi đó, ngồi im nha. Chú Tâm ở nhà cũng ho nhiều lắm á. Ờ, nhà ho nhiều lắm hả? Hôm nay mình có một kèo xe đi Cẩm Mỹ rước người về. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì sẵn tiện mình vừa chở khách, nhưng mà chở hai đứa cháu mình cũng học buổi sáng á, thì sẵn tiện mình chở hai đứa đi học luôn đúng không hai đứa? Đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Ừ, một đứa thì học lớp mấy, nói cho cô chú biết rồi. Con học lớp 1. Con đang học lớp mấy? Con học lớp 11. Rồi chú Tâm học lớp mấy? Ủa chú Tâm đều đi học đâu? Ừ ha. Đúng ha. Chú quên mất tiêu vụ này là chú Tâm không có học rồi. Phải không? Bà hay. À, hôm nay mình có kèo xe em dịch vụ buổi sáng thì thế này, mình vừa quay xe nhưng mà mình cũng vừa mình quay cho mọi người cái chỗ Cẩm Mỹ chỗ này. Tí nữa chào anh em Cẩm Mỹ nha. Tí nữa mình sẽ có mặt ở Cẩm Mỹ. Cẩm Mỹ là 60 biển số giờ 60 gì ta, mình không nhớ nữa. Mình sang Cẩm Mỹ xong rồi mình sang cái khúc chỗ cái đường này á, nó có cái hàng thông, cái đường đẹp lắm mà đi vào buổi sáng này, đang sáng sớm này. Thì mình đi, mình sẽ quay cho mọi người cái hàng thông nó đẹp lắm. Cái gì? Chỗ phòng của hai có phòng y tá đó. Sao? Lớp ở quận 2 có phòng y tá hả? Đúng rồi. À, bây giờ là chú sẽ chở con đi sang lớp học trước. Ok không? Xong rồi chú sẽ chở Yumi sang lớp học trước. Xong rồi một lúc sau là chú chở Suri xuống dưới trường lớp 1. Ok không? Nha. Tại vì đầu tiên thì mình đi qua được trường của Chi mà. Chỉ giới thiệu với mọi người, đây là Hứa Hạ Hồng Chi, bé gái. Còn thầy bé trai là Hứa Thuận Thiên đúng không con? Đúng. Dạ đúng. Nói với cô chú trên đây là phải dạ đúng, con lớn rồi, con nhỏ, con lớn rồi, con phải biết chưa? Nói lại coi, dạ gì? Dạ đúng. Rồi. Đang học lớp trồi chơi một đó anh em. Đang học lớp chơi một á. Rồi anh em giờ mình đi nha mọi người, giờ mình đi nhá. Mình coi cái hôm nay mình sẽ có một cái video chạy chở khách rồi chia sẻ với anh em ha. Chưa, ủa là sao chưa? Con chưa chú Mi về hay là con về? Con về. Ủa vậy là Chi là sáng nay là con học con Chi học con hôm nay học một nguyên ngày mà đúng không? Đúng rồi. À ha, hôm nay Chi học nguyên ngày ha. Còn Thiên là học học mỗi nhà bà Hào đó. Bà Hào thì... À ấy là Thiên là con chỉ mỗi học buổi sáng đúng không Thiên? Ừ. Chiều con có học không Thiên? Nhưng mà con muốn đi học thì mẹ không cho con đi học, con học luôn. Con đi học được không? Con đi học không? Nhưng mà con đi chiều con đi học. Rồi ok. Nhưng mà con thích đi học mà mẹ không cho con đi học. Đó, nhưng mà con khóc luôn. Con đang đi học nè. Con đang đi học đấy. Hôm bữa thì nghỉ. Con đang đi học đấy. Đúng không? Con đang đi học mà. Chú Tâm. Ủy, chú Tâm chở về giờ chú Tâm mua chè thử con. Chỗ bên này uống chè thử đó. À đúng rồi. Ý là nãy mình vừa đi qua cái trà sữa, anh bé kêu mình là chú Tâm ơi, chú Tâm hôm bữa chú Tâm mua cho trà sữa của mình đi qua quán đó, đúng không? Ừ.
đúng. Chú phải dịch lại cho mọi người nghe này. Bây giờ là mình sẽ chở mấy đứa đi học, tại vì tiện đường mình đi chở khách, mình đi chở khách về nha anh em, lên Cẩm Mỹ chở về đây. Trên quãng đường mình đi thì sẽ chắc mình sẽ lên cao tốc mình đạp cho nhanh, mình đi từ từ tàn tàn thôi, mình cũng không có vội lắm anh em ạ. Nên là anh em sẽ xem video này cùng với mình nhé, đồng hành của mình nhé. Hôm nay nhà thờ hôm nay đó là chùa, nên là mình sẽ có một cái video đi chở khách đó, vậy thôi anh em ha. Nhưng mà để nó để mình chở hai đứa đi vô trường học đã, xong rồi mình mới lên mình chở mọi người được. Mình mới lên mình quay cho mọi người tiếp được. Buổi sáng nói chuyện thấy ngáo ngáo lên. Ok rồi, con chào hai đứa, chào vui vẻ mọi người coi, con chào tất cả mọi người, hai tay giơ lên, con chào mọi người đó. Rồi ok. Anh hai ngồi trên xe đi để chút mở cửa nha. Rồi đi xuống. Rồi con chào mọi người đi học, con thằng kia ngồi đi học. Rồi ngồi trên xe, trong xe cho chú Tâm biết chứ. Đây nè, ai không biết ai bạn đâu, phải bạn đâu đó, đúng rồi bạn đó hả. Kìa thì đi cùng mấy bạn cho đây nè, con cầm cái máy quay, con kêu mọi người con đi học đó, con kêu mọi người đi học đó, con quay vlog con đấy, con tới kia tới mình đây hai hả, hôm nay con đi học nha mọi người, đi học mọi người. Rồi ok rồi, đi ok chưa, lớp đâu, lớp chỗ nào đúng rồi, lớp đây đúng không. Đây mình sáng anh chở dẫn cháu đi học, giống như là riết rồi, giống như tận con mình không. Rồi vô rồi ok rồi, bye bye con, bye bye mọi người, giờ con đi học nè, con giơ tay hai tay lên, con giơ tay hai tay lên, con bye bye mọi người đi học, giơ tay lên đâu hả. Rồi à con. Rồi bye bye đi, bye 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 bye, bye nhanh ấy đó học. Rồi dè cái đi học à. Dè yeah, rồi. Đi nha vậy. Rồi ra chở cháu trên xe xuống trường học nữa nha anh em. Bắt gặp thằng cháu nghịch của mình. Rồi ơi, ngồi ra sau thì chú chạy xe. Cái này là cái dây sạc của chú. Rồi xuống bắt đầu đi học biết chưa? Rồi mình tiếp tục chở đưa cháu đi học tiếp theo. Vì bây giờ là đi học thì sao nào? Có học hả? Bây giờ chú không có học cái trường Lâm Sơn. Con học trường Lâm Sơn, giờ con hết học trường này rồi đúng không? Dạ. Trường này là con tốt nghiệp rồi đúng không? Con học tốt nghiệp rồi. Con học tốt nghiệp rồi, bây giờ con đi học trường, con lớn rồi, con đi học lớp 1 rồi đúng không? Rồi ok. Để chú Tâm ok rồi đi học. Tí nữa con phải chào cô chú con đi học biết chưa, con phải chào cô chú con đi học. Sáng sớm là hai đứa, một đứa học lên trường trên đây, một đứa học trường như đây, anh em cũng gần nhau à. Rồi quẹo nè, đi kìa. À ok ok chưa thấy đâu. Phải đúng chân này không? Đúng chưa? Đúng phải nè. Chết rồi, đi học trễ rồi. Đi học trễ rồi. Chết rồi em học. Ôi iPhone. Sớm làm được iPhone. Rồi đây xuống. Xuống xe. Rồi đi học đây, chào chú Tâm chưa. Rồi chào mọi người có đi học. Mọi người đi học. Rồi nhanh lên đi xuống. Rồi kìa kìa. Trẻ học rồi, vô lên, vô chào cờ, vô chào cờ. Vô chào cờ, đi, vô.
Nhanh lên chạy vô chọc cờ kìa. Nhanh lên. Trường học rồi cháu mày đó đang chọc cờ nè. À, trường Lâm Sơn nha. À, đó. Trường học Lâm Sơn. Rồi xe đi gỡm nè. Rồi gỡm á. Rồi gỡm á. Thôi thì mình đi thôi. Đấy. Ok nè. Là mình sẽ chở đi chở người thôi. Ok. Thằng cháu mình hôm nay đi học trễ rồi. Nhớ lại cái thời học sinh nghe anh em iPhone. Anh em iPhone kìa. Gà đó. Đó. Chào cờ chứ, sáng đi học chào cờ đàng hoàng nha. Đó, có lớp đoàn, lớp đội, có đánh trống các kiểu. Nhớ lại thời học sinh nghe anh em. Là mình nhớ lại thời học sinh nghe. Rồi ok, giờ mình đi chở khách thôi. Nhưng mà để ra ngoài kia kiếm một ly cà phê sữa. Có bà chị ở ngay đây mình hay mua cà phê. Mà nãy nói chuyện với hai đứa này là quên mất tiêu mua cà phê sữa đó. Có một cái bà chị ở ngay gần chỗ mình đó anh em. Mình hay mua. Giờ là mình quên mất tiêu thôi, để ra ngoài ông đồn mua. Ok anh em, chờ mọi người, chờ mình chút nha. Mình phải sáng sớm rồi mình phải dập một ly cà phê thì mình mới chịu nồi nhiệt anh em ạ. Ok anh em. Mình thường hay mua ly cà phê sữa hai bà chị. Một bà chị ở gần trong chỗ mình. Còn nếu mà quên á thì mình sẽ mua một bà chị ở ngay đây. Bà chị này cũng thuộc bán cà phê được ngon nên là mình hay ủng hộ với bà chị ở trong chỗ mình. Hôm nay mình quên, thường thường mình đi trong kia là mình hay mua cà phê sữa ở trong kia đó. Ok. Rồi. Đâu ta? Ok, mình đi mua cà phê sữa nha anh em. Sáng sớm mà làm ly cà phê sữa cho bà chị lắp đặt camera. Dạ. Chưa chị ơi. Dạ thôi, từ từ mua. Nãy mình vừa mới gặp bà chị kêu là sáng ngày đi khách hả? Mình mà đi khách là mình giàu rồi chứ mình không chạy dịch vụ đâu anh em. Không, nghe ổn gì? Nghe hay mà, nghe sướng mà chị. Dạ, nghe chứ đi khách là hay mà. Nghe thích rồi. Đây à. Dạ, bà chị bán cà phê ngay đường Cộng Hương nha anh em. Anh em xem được video này lên mua ủng hộ bà chị nha. Chưa có chồng nha. Chưa có chồng. Chưa có chồng mà hai con được không em? Chưa có chồng mà hai con nha. Hai sao kỳ ra, tại sao mà mắc gì mà uống cà phê phải chưa có chồng mới mua ủng hộ chị? Chị cho chị phân tích cho em coi tại sao mà có chồng mua vẫn mua được mà. Đúng rồi, cà phê ngon thì mua thôi đúng không? Đúng rồi. Mình mua nhưng mà chưa có chồng thì càng ngon hơn. Có gì gạ luôn. Đúng rồi. Thường thường là vậy đó chị. Chị để rồi, thường thường là đi mấy cái đường xa á. Tại sao mấy ông mà mấy ông tài xế lại hay lừa mấy cái chỗ mấy chị em hay bà hay đứng ra bán đúng không? Tại vì chồng thôi chứ chồng có gì hết. Chồng mà có chồng là chồng là sợ chồng quấn sao? Có chồng mà chọc là chồng ra đục cái mỏ anh em ạ. Em đi cầm mí. Dạ, em đi cầm mí. Hay đi cầm mí. Dạ. Nhớ cho anh chị. 15k. Rồi chị. Đi trà sữa. À, cái này đi nước trà nhìn đẹp quá chị ha. Cái trà nhìn đẹp quá. Ok, để mình sắp xếp. Rồi, cảm ơn chị. Và anh em nào uống cà phê ủng hộ bà chị thôi nha. Rồi, làm ly cà phê sữa nha anh em. Đây, xe thì hơi dơ anh em ơi. Trời ơi, dưới kia nó bánh xình lên luôn kìa. Đấy, anh em thấy không? Khả năng chắc là mình phải ra rửa xe quá.
chứ tình hình này mà không ra rửa xe là không được. Rồi xe để mấy ngày rồi không có chạy, anh em không có kèo xe. Rồi xe máy chạy qua nhiều quá anh em ơi. Rồi mình đi rồi. Ok. Let's go. Và chị khá là vui tính anh em ạ. Ok. Rồi mình đi đây. Đó. Let's go. Đây là hiện tại chỗ mình là đây là ông Đồn. Đây là Xuân Lộc Đồng Nai ông Đồn. Thì bây giờ là mình sẽ đi lên trên nhà khách, thì nhà khách thì ở trên Cẩm Mỹ. Nên là mình đây mình bật bản đồ coi. Đi Cẩm Mỹ, ở trên Cẩm Mỹ thì khả năng ở Cẩm Mỹ thì mình sẽ sao ta? Đi cao tốc đi ha anh em ha. Thì đi cao tốc cũng nhanh mà. Tại vì đi đâm xuống quốc lộ 56. Quốc lộ 56 thì đi cao tốc ok hơn đúng không anh em? Ừ đúng rồi. Đi cao tốc ok hơn. Có 47 phút là tới rồi. Đây là cầu Phúc Hưng nè. Đó, đây là lên là công viên Ông Đồn ha. Đó, lên là công viên Ông Đồn. Bây giờ là mình sẽ đi đi lên trên có ông bạn mình cắt tóc tại Bieber á, thì mình hay chọc là idol cắt tóc anh em. Anh em nhớ không? Mình hay chọc là idol cắt tóc á. Mình hay chọc là idol cắt tóc đồ á. Đấy. Rồi bây giờ chắc là mình sẽ đi hướng lên trên cao tốc. Hôm nay mới có sáng sớm anh em ạ. Mới sáng sớm. Đang bạn mình cắt tóc lên đây nè. À trời chưa ra tiệm nữa. Rồi tranh thủ lên cao tốc, đạp nhanh xong rồi quay chia sẻ với mọi người. Mời này, chia sẻ xe luôn nè, anh em thấy đường đau không? Nhiều anh em muốn mình chia sẻ về những cái video mà chạy chở khách, mà cũng vừa chia sẻ anh em đi đường và những cho anh em những lái mới á. Thì mình nói chung là mình cũng không biết chia sẻ sao hợp lý, nhưng mà mình nghĩ là anh em cứ chạy đúng tốc độ quy định và chạy đúng phần đường của mình. Đó, rồi có những xe máy nó đang, ví dụ như xe nó đang đậu đã xi nhan qua thì mình cũng đi từ từ thôi ha. Mình dìu phanh, mình xi nhan, nhưng mà mình phải nhìn kính để mình quẹo vô đường này đó. Chứ mình cũng phải liếc đường xe trước nó chạy tới nữa, xe ngược chiều chạy tới nữa. Nói chung là đi xe là cũng phải là ba phương bốn hướng là phải chỉ mắt phải đảo như rang lạc vậy anh em, đảo liên tục anh em ha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi chở khách bình thường thôi. Ồ gì ta? Về giữa. Ok, mình mua cho một chút. Rồi, đó. Let's go. Hôm nay mình chở anh em một vị khách cũng khá là quen thuộc. Ha, mình chở chị đây. Chị đây cũng là vợ của một ông anh mình chơi. Ông anh đây thì có một người em là bạn thân với mình đấy, bạn vừa bạn học cũng vừa bạn chơi ngoài đời luôn, tâm ra là nay mình đi lên mình rước chị về dưới đây, về dưới nhà dưới đây, tại vì chị mới sinh con á, chị về ngoại anh em. Hôm nay mình lên mình rước về, mình cũng rước mấy lần rồi, mình có quay rồi không biết anh em nhớ không, nhưng mà mình cũng rước mấy lần rồi. Thì bây giờ là mình sẽ đi lên cao tốc, đi hướng Cẩm Mỹ, đi cao tốc. Mình sẽ đi ra hướng chỗ nào ta? Ngay quốc lộ 56 anh em. Ngay chỗ quốc lộ 56 á. Rồi, mình về ở đây nhé. Rồi, ok. Chung là vô hướng quốc lộ 56. Vô hướng quốc lộ 56 để mà mình rẽ về Cẩm Mỹ. Đó, vậy thôi. Thì đây, mới vào cao tốc. Và có tóc thì anh em cứ bình tĩnh ha, đi vô mấy cái đường lối dẫn thì nhớ chú ý hộ mình mấy cái biển giới hạn tốc độ á, mấy biển giới hạn tốc độ, xong rồi mấy cái biển cấm vượt len các kiểu nè, vượt đó, cấm ô tô vượt đó, cấm quay đầu các kiểu đó. Sợ giờ công an khúc này thì nó chưa có, chứ có là nó lượm hết á. Rồi mình thì đi hướng lên Sài Gòn á, hướng Cẩm Mỹ thì phải đi hướng lên ngược lên, còn hướng về dưới đây là hướng đi Phan Thiết. Chỗ này mốt làm trạm thu phí anh em này, hướng này mốt làm trạm thu phí nè. Mốt làm trạm thu phí thì lên trạm thu phí mà tốn tiền.
À, từ đây lên chỗ, lên cái chỗ mình rước là khoảng 37 cây, 37 cây anh em ha. Đó. Rồi ok, mình sẽ cố gắng quay chi tiết video này. Bình thường mọi người mình thường hay thấy mình quay chung với mấy đứa bạn mình á, thằng mà Tài, thằng bạn mình với thằng Bình, à với thằng một người bạn của mình chạy Santa Fe Hải nữa, ba người thường thường là mình hay ba người đó mình bạn của mình hay quay chung đó. Chạy xe mình hay chọc là mấy idol á, có nhiều anh em kêu là anh quay video ít hạn chế nói mấy câu idol, mình nói thiệt với anh em chứ đó nhiều khi là cái câu cửa miệng của mình đó. Hay chọc mình nói cho vui anh em ha, nên là mọi người thấy mình hay nói là thì mình hay chọc cho vui á. Này mấy cái đường lối dẫn anh em là chạy mới lái thì đừng có chạy nhanh như mình nha, mình đang chạy ôm 60 chạy 60 vẫn được à, ví dụ như anh em chạy cứng là không sao, nhưng anh em nào mới lái thì chạy dìu thôi chứ mới công vô mấy cái cua này nó cũng nhanh quá không nên. Mà bây giờ mình lên tuyến quốc lộ 1 nè. Rồi alo, lên tuyến cao tốc nè anh em. Sáng là anh sáng bị sao đó, sáng nay bị nói gì lạnh xả ta lên cao tốc lấy quốc lộ 1 anh em ha. Hôm bữa có một cái video đi lên Sài Gòn quẹo với đường Phan Văn Trị là quẹo phải, mà mình lại nói anh em cứ quẹo trái nha. Trời ơi là trời, mình cũng mình edit video mình mới biết đấy chứ, mình cũng lạy mình luôn. Tại vì lúc đó mình vừa lái xe nè, mình phải vừa liếc gương mình nhìn nè, căng thẳng á, xong rồi mình nói vừa nói chuyện á, đâm ra là mình nó sẽ nó có nhiều cái nó hơi bị rối trong cái câu từ lời nói, giống như lúc nãy vừa nói mình tập trung mình chú ý mình nhìn gương, sau tới là mình nói lộn sang lên cao tốc thành quốc lộ 1 đó anh em thấy không? À xe đằng trước này, thôi mình xin nhanh sang đây, hạn chế bấm đuôi nhá. Rồi xong, giờ sao ta, giờ hai xe nó đi ngang là sao? Rồi, xe này nhanh hơn nè, xe chạy nhanh hơn, sang xin nhanh một lúc nhìn không có xe lên thì mình mới quẹo nhau quý vị. Rồi mình hay quay, bữa rồi mình cũng có mấy video mình lái xe trên cao tốc, mình cũng chia sẻ cho anh em khá là nhiều. Rồi ok, rồi mình sẽ đi, let's go qua đá anh em ơi. Chạy cao tốc sướng lắm anh em ạ. Từ giờ là mình đi cao tốc á, mình sẽ để ru control, để ru control khoảng một tốc độ khoảng 100 đó nha, thế 100 không đó. Mình tháo luôn cả cái ốp bao da ra rồi, thích cầm cái này chạy nó sướng anh em nè, đó cầm cái này nó đá. Khi nào mà nó vừa nó bị mòn hoặc nó bị bạc á thì mình sẽ độ lại cái vô lăng mở đẹp luôn, độ vô lăng đẹp luôn. À, còn bây giờ thì thôi cứ vậy được rồi. À, cái khúc này là của chúng mình cao tốc này, nó có một cánh đồng ruộng khá là đẹp để mình quay cho mọi người xem. Đẹp lắm mọi người ơi. Ruộng lúa bao la bát ngát. Tí nó ra cái chỗ mà ngay cái chỗ Cẩm Mỹ anh em, mình đi xuống Cẩm Mỹ, mình xuống quốc lộ 56, mình đi vô cả hướng Cẩm Mỹ, mình sẽ quay cho anh em cái khu vực hành chính với khu đường xá ở Cẩm Mỹ, thề luôn. Mình chưa bao giờ thấy chỗ nào mà nó đường xá rộng rãi đẹp vậy. Ví dụ như ở Bình Dương nó đẹp vậy, nhưng mà mình đang nói là ở trong khu vực Đồng Nai á, nói chung là Cẩm Mỹ là mình thấy là đường xá rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn. Hơi bị đá thôi anh em ạ. Mình thấy như cảm giác mình đi hơi sớm rồi sao ta, xe mình hơi dơ, chắc là mình sẽ đi rửa xe quá, xe mình hơi dơ chắc mình phải đi rửa xe cho nó sạch sẽ. Muốn rửa nhà nhưng mà lâu lâu cũng phải ra tiệm cho nó, kiểu như là mùa mưa này anh em, mình hay đi trời mưa này nè, dù như mình mưa mình về mình rửa liền thì không nói. Còn nếu kiểu mà mưa theo kiểu hơi râm mà mưa hoài mà mình chưa đi rửa kịp á, mình sẽ lên gầm mình rửa. Lâu lâu mới đi à, bữa giờ lâu mới đi, nhưng mà bữa giờ đi lúc nào dính mưa ấy. Mà là dính mưa này anh em nè, thấy hai xe không? Xe công sau nè, xe tải đằng trước nè, rồi mình đi giữa rồi cái xe kia xi nhan luôn. Xi nhan coi, đằng trước có gì không? À không có gì, ok.
Cảm ơn rất nhiều. Anh em hạn chế đi song song với những chiếc xe tải như hoặc là những xe nào vậy thôi. Hạn chế đi con này nè, đó. Hai xe đi song song này nguyên rất là nguy hiểm nhá. Mình tốt nhất mình đừng có nên đi chung. Mình đang chạy xe mình không nói mấy cái từ nguy hiểm. Đó. À, đó anh em hạn chế đi song song vậy thôi. Còn có anh em nào mà xuống tiền mua K3 chưa hay là chờ ý định chờ K4? Mình thấy trong hội K3 có nhiều anh em đang kêu là K3 sắp bộ mẫu rồi lên chờ K4. Thì cái đó là anh em đang có nhu cầu mua K4 thì cứ chờ thôi. Còn những anh em nào đang có nhu cầu cần một chiếc K3 và bình thường giá đẹp, giá đang ổn thì mình nghĩ là lúc đây chờ đợi làm gì, đang cần nhu cầu có xe để chạy xe, chạy gia đình, chạy dịch vụ mà quan trọng gì ha. Ở đây là mình khỏe nhất, chỗ này nhất anh em nè. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà mình thích đi nhất luôn á. Kiểu cảnh ruộng anh em. Đó. Cảnh ruộng đẹp lắm anh em. Đó. Wow. Đẹp không anh em? Ruộng Lăng Minh đó anh em. Đây là cánh đồng Lăng Minh đó nha. Đó, cánh đồng Lăng Minh á. Khúc này mình thích đi nhất luôn anh em ạ. Khúc này mình thích đi nhất luôn. Rồi mình xi nhan sang góc bên này. Đó, nhìn gương hậu nhá. Rồi đó, đẹp không anh em? Wow, 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 đẹp quá anh em ơi. Rồi, let's go. Ru cần cho. Ây da, đang ở 90 hả? Rồi lên 100 đi. Anh em đi xe là cứ xài ru cần cho mình. Hỗ trợ mà. Hỗ trợ mình quá trình mình đi mà đỡ khỏi mỏi chân nè, đạp ga đỡ khỏi mỏi. Đó. Chạy sướng không? Nói chung đã anh em ạ, nói chung đã. Ok, cứ thế mà đi thôi nha anh em. Cánh đồng ruộng quá đẹp. Đẹp quá. Tốc độ 100 km/h. Tưng 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 tưng. Rồi đi thôi. Đây là chạy từ dưới chỗ cao tốc của mình lên một chút á, là nó sẽ tới cái khúc này là nó sẽ có biển báo đi hướng về Cẩm Mỹ nha anh em. Đó, cái biển trước à. Nói chung anh em đi cao tốc là một lần xem một phần anh em bấm định vị bản đồ, nhưng mà một phần em cũng chú ý biển báo á, cái lối ra lối vô là nó sẽ có biển hết, anh em yên tâm khỏi lo. Những anh em lái mới anh em cũng không phải lo mấy vấn đề này. Đó. Này, giống như là nó đi thẳng là Phan Thiết Dầu Dây đúng không? Còn quẹo phải về huyện Cẩm Mỹ là thành phố Long Thành. Thành phố Long Khánh chứ đâu. Long Thành chứ nên thành phố mà. Long Thành mà lên thành phố nó mới phát triển Đồng Nai dữ lắm. Rồi. Lối ra. Đây. Quẹo. Vô quốc lộ 56 nhá. Rồi ok anh em. Nè, quốc lộ 56 huyện Cẩm Mỹ nè. Rồi. Ok. Sáng giờ đi được 41 cây rồi ta. 41 cây. Ok ok. Quẹo. Rồi. Gần chỗ này là gần tới rồi. Đi tới chỗ này thôi thấy cảm giác nó gần tới rồi anh em. Nó thẳng đi cao tốc nó cũng không có tốn xăng lắm. Anh em ạ. Đạp nó dịu ga, nó tính xăng lắm. Đây. Bây giờ mình đi lên này mình quẹo. Mình quẹo ra ha. Ok. Rồi. Rồi ok. Nè, quẹo theo cái vết vàng này nha, đừng có đánh xăng đây nha anh em. Nó có cái vết chia đường rồi. Rồi giờ mình đi lên đây. À, là cái cao tốc rồi mình này, cao tốc rồi anh em này, tí mình cho người xem cái cao tốc này. À, cao tốc này.
Đây à, à, cao tốc thấy không? À, cao tốc đi Sài Gòn này. Này về lại Phan Thiết này, đó. Khá là dễ. Rồi ok. Let's go thôi nha anh em. Đi tên 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 tên. Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Hello anh em Cẩm Mỹ nha. Thị trấn Long Giao Cẩm Mỹ, mình phải đi chỗ này ghê á, đường bên Cẩm Mỹ chỗ này đẹp. Các bạn, cao su đây, cao su luôn. Cẩm Mỹ bên đây là phát triển về mấy nông trường rừng cao su ấy anh em. Cao su này kia. Rồi, bây giờ mình sẽ xi nhan quẹo vô hướng này. À đúng rồi. Đường này đường gì ta? DT770 hả? Đây, 20 năm thành lập huyện, từ 2004 tới 2024. Rồi, mình quẹo vô trong đây thì giới hạn tốc độ 60 nha anh em. Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ. Đó, xài đường đẹp. Đường đẹp ghê á. Thôi nhận. Ở đây có cái đường chất. Đường đẹp nha anh em. Ở đây cho chạy 60, sao trong bản đồ mình lại chờ việc map lại để chạy 50 ta. À nó chạy 50 nó lại móc cái việc biển ở trong kia nó. À đây giờ mới nhảy sang 60 này. Mình tại việc map lại của mình mua xịn đàng hoàng mà ẩu ẩu vậy ta. Đó. Anh em thấy đường chỗ này không? Ê, tính ra nha, ở cái chỗ này á, nếu mà khu hành chính ở đây dân đi mà đi làm giấy tờ thì hơi xa xôi nha anh em nha. Tại vì cái huyện Cẩm Mỹ nó nằm ở góc từ ngay chỗ thị trấn Long Giao đúng không? Thì những cái Cẩm Mỹ, những anh em ở khu vực ở bên Sơn Đông, Sơn Tây á, anh em biết không? Ở bên sông Ray á, Sơn Đông, Sơn Tây, sông Ray, mé nó cũng thuộc Cẩm Mỹ mà đúng chưa Vũng Tàu. Ờ thì như Cẩm Mỹ với Cẩm Mỹ à, họ đi sang đây họ làm thủ tục hành chính này kia hơi xa nha. Tại vì đây là cái khu này là khu hành chính của huyện Cẩm Mỹ. Có Viettel này, có Aribank này, có công an huyện. Xong rồi nói chung là chỗ này là khu hành chính á. Ở ngay đây nè. Đây là gì đây? Trung tâm chính trị nè. Đó, trung tâm chính trị nè. Rồi là gì ta? Trong khu vực này là khu vực hành chính á nè. Đường xá chỗ này thì họ phải nói là quá đẹp ha. Đường xá đẹp. Aribank gần em. Đó, Aribank này đó. Aribank này ít người ra vô vay vốn nha. Đáng lẽ Aribank phải vay nhiều lên. Aribank chi nhánh văn phòng Cẩm Mỹ ở đây do toàn là đất rừng cao su không anh em ơi. Đó nè, hồi nãy chị đây bên đang chuẩn bị xây gì nữa đây? À y tế trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ. Đẹp anh em ha. Trời ơi, đường đẹp ghê, quá đẹp luôn. Nói chung là cái khúc này nó cứ dạy hoài đó nè. Đó, khúc này nó cứ dạy thôi, nó không có gì khác đâu. À, cũng chỉ có những cái khúc kiểu chỗ này, chứ chả có cái nào mà quay gì để quay nữa, chả có gì quay mấy nha. Đường không à, quay đường thôi đi. Này, công an huyện đó. Đó, công an huyện Cẩm Mỹ. Đó, công an huyện xa, công an huyện xa lắm. Rồi đây có trung tâm nhìn nha. Trung tâm nhìn đó nè. Cao su nè hả, cao su nhiều lắm. Đường thì đẹp rồi đó nè. Đường thì chỗ này thì đường bao đẹp. Tới nó mình lên trên kia mình quẹo vô trong cái đường kia hơi bị nhiều cây thông. Để mình chia sẻ cho anh em. À đó. Anh em hello anh em Cẩm Mỹ nha. Hello em nào Cẩm Mỹ cho mình một like và một tim nha. Cho mình một like và một đăng ký trên lộ các bạn trên TikTok. Anh em Cẩm Mỹ cho mình một like và một đăng ký. Hiện thành lập huyện nè Cẩm Mỹ, mà phải công nhận Cẩm Mỹ đẹp ghê, đường xá đẹp đã ghê đó anh em. 20 năm thành lập. Ok. À,
chú Miu Quẹo. Đây đang là xã Xuân Đường nha anh em. À sáng giờ mình chạy là đang hiện tại là số km đang báo trên con đang ở chip là 52 cây, là mức tiêu hao nhiên liệu là 6,6 lít trên 100 cây nè anh em. Và 2.0 ha. Rồi bây giờ mình quẹo đây nè. Giáo phận Xuân Lộc, giáo xứ Suối Cả. Đấy, cái chỗ này là đường hơi bị đẹp luôn. Ở đây là toàn là cái thông nè, làm đó thông nè, đó thấy không? Thấy không? Anh em thấy không? Để mình đi hết cái khúc này rồi mình quay cho anh em. Ui trời thông đẹp ba. Anh em thấy thông không? Quá trời thông luôn. Đẹp ghê á. Đường này toàn thông không à? Đó, anh em thấy không? Thông nè, thông nè. Bây giờ mình mới nói là sao mình phải đi chỗ này để mình quay, mình để căn được cái kèo xe này mà để quay cho anh em nè. À, anh em nhìn đẹp lắm, cực kỳ đẹp đó, đường cũng đẹp nữa nha. Mình nói thiệt, mình kết cái đường này ghê luôn á, được cực kỳ đẹp đó. Bây giờ mình để cứ để góc này mình quay đi ha. Đó, anh em thấy không, thông kìa, cái đường xa kìa, nhìn xa anh em nhìn thấy không, sổ dốc này xuống dốc đó. Trời, đường này không đẹp thì còn đường nào đẹp nữa trời. Đó, anh em thấy từ xa chứ, hai ở bên góc bên tay trái thì không có cây thông đâu, bên phải tay mình là thông à. Thì nó lên trên kia có nguyên cái vườn thông, mà ý là những cái hàng thông mà kiểu nó to hơn đó, đây cái thông này còn nhỏ, góc kia thông mới bự. Ôi trời, quá đã. Quá đã quá đán em ơi. Rồi chỗ này thì hết rồi nè. Không mà người ta công nghệ nhìn người ta trồng hàng thông ok phết đẹp. Chỗ này mà đi trời mưa là bao đất đỏ luôn này anh em. Khu vực chỗ này là xã Xuân Đường này, thông này nè, chà nè, thấy không, đường này không đẹp thì đường nào đẹp nữa nè. Hả, mình kết đường này nhất luôn á. Bữa giờ mình đi ở bên đây anh em, mình đi bên đây, mình đi kẹo bên đây 2-3 lần rồi, nhưng mà toàn là đi vào đúng ngày trời tối không à. Hôm nay mới canh được trời lúc này khúc này nè. Wow, thông kìa anh em, thông đẹp chứ. Hàng cái thông. Đấy, đây thông bự nè. Đấy, bự nè anh em, đó. Đó, thông bự nè. Rồi để mình tấp vô đây đi. Tấp vô đây coi. Ý chà, hàng thông đẹp thế. Check in cái ai chụp ảnh đấy, kêu là tôi đang ở Đà Lạt nha quý vị. Ok. Đấy. Cái thông đẹp lắm. Ở đây người ta dân người ta trồng cao su á, anh em đi cầu một cao su nhiều. Wow. Cầm. Anh thấy không? À, cái thông đẹp không? Cầm đi cà phê sữa sẵn. Cứ tưởng là ở, cứ tưởng ở đây là giống như là ở Đà Lạt anh em ha. Hàng thông đẹp mà. Nè. Anh thấy không? Cái nguyên hàng thông nguyên một đường luôn anh em, đó từ trên đường dài tới đây. Ui xa. Nhìn xe nè. Đi cà phê sữa nha anh em. Đẹp quá. Chắc là mình sẽ chụp một tấm ảnh. Mình sẽ chụp một tấm ảnh hoặc quay là một cái video TikTok. Mình sẽ quay một cái video TikTok. Đấy. Anh em biết sao, cái hàng không nó đẹp quá. Vậy vậy mình mới kêu là đây là anh em, là mình quay trên điện thoại nè. Mấy cái khúc này là mình hay quay xe lắm, mình thích quay xe. Đấy. Nhưng mà anh em phải công nhận không? À, cái thông nè. Thông nè. Tuyệt vời ha. Đã ha. Cái đợt này là ở đây là xã Xuân Đường anh em.
ở vô trong đây á, đa số cao su, dân ở đây trồng cao su nhiều. Đó, đây trồng cao su nhiều. À, hàng thông kìa. Đây, xe mình đây nè. Làm một ly cà phê sữa buổi sáng. Quay góc này đẹp anh em không? Thấy chiếc xe cũng đẹp đúng không? Anh em là đang mê dòng Kia K3 này thì cứ tham khảo và mua nhá. Đây, ly cà phê sữa. Wow. Đẹp quá, đẹp quá. Thôi, đi thôi. Quay vậy thôi, review vậy thôi. Rồi, 6,6 lít trên 100 cây. Rồi, let's go. Đó, anh em thấy không? Đẹp ha. Hàng thông nhìn chất lượng chứ bộ anh em. Quá đẹp, hàng thông nhìn đẹp lắm. Thật sự mê, mình mê hàng thông này ghê á. Nè, góc thông này mới bự nè. Đây, bên này mới... Ui trời, bên đây đều bự đẹp nè. Cái đất ở đây nó hợp với anh em. Ở đây nó hợp với cái thông ghê á. Mình có đặt đường này ta là trồng thông không? Quá chất, quá chất. Quá chất anh em ơi. Đây. Đấy, sắp tới cái chỗ mình quẹo rồi nè anh em. Ở đây nhiều ấp lắm. Ở đây nó giống như nó chia nhiều khu ở anh em. Tự nhiên ở nguyên một rừng cao su vậy, tự nhiên mình sẽ thấy có một cái xóm làng hoặc một cái ấp, cái tổ nào đó người ta ở à, cả ngàn hộ dân đó nha anh em. Ở bên xã Sơn Đường này, huyện Cẩm Mỹ nè anh em nè. Ở đây là xã Sơn Đường, huyện Cẩm Mỹ nha anh em. Xã Sơn Đường, huyện Cẩm Mỹ. Xã Sơn Đường, huyện Cẩm Mỹ. Rồi, chuẩn bị quẹo nhá. Ở đây có một quẹo, à sắp quẹo rồi anh em ơi, sắp quẹo rồi. Sắp quẹo rồi. Quẹo vô khu chỗ này bà chị mình ở chỗ này. Họ công nhận là hàng thông chất lượng thịt thật sự. À, để mình vô đây mình quay một cái video ở trong đây nữa. Chào mọi người, chào giúp. Cũng là một rừng cao su. Rừng cao su nó đẹp nữa. Từ mọi người chờ mình chút. Nói chung là cái đoạn đường nói chung là mình đi bữa giờ là tại sao nãy giờ mình quay chở khách, chắc mình quay ít thôi, mình quay đường là chủ yếu, mình thích chỗ đường chỗ này anh em. Nè. À, mình sẽ vô đường chỗ này giáo xứ Suối Cả nè anh em nè, quẹo nè. À, ấp Văn Hòa gì? Ấp Văn Hòa ấp 2 nè. Đó, chùa Bảo Liêm nè. Rồi ok, mình sẽ cua vô đây nhá. Trời ơi, cái chỗ này đây, chà. Bật anh ra lên quay một cái video TikTok anh em. Này, anh em thấy đường đẹp không? Đường đẹp mà đúng không? Nè. Trời ơi, thứ gì chú nói anh em. Thì mình chạy ra dưới dưới chỗ kìa. Rồi, ok, mình sẽ đứng ở đây. Đường đẹp quá. Ôi da, ây da, ây da. Rồi. Ui xa, chỗ này đường xá thì khỏi phải nói anh em ha. Ôi da à. Wow. À, thấy không? Nè, cao su cũng đẹp nữa. Cao su cũng đẹp nữa. Này, mình đậu xe sát mép luôn. Cao su anh em, đấy, cao su ha. Wow. Đẹp quá, đẹp quá. Đây, để mình chia sẻ với anh em. Cầm cái điện thoại mình ra đó. Cái chỗ này là chỗ của một chỗ ở của bà chị. Bà chị bút xe mình. Đó, cho su. Chỗ này mấy lần buổi tối mình muốn quay lắm nhưng mà không quay được. Chỗ này mà đi xôi nấm ha. Dân xôi nấm mà vừa cô su này. Mà cô su rất to đẹp lắm nha, đều lắm nha. Mà anh em đi cà phê nhá. Anh em biết sao? Mình đi dọc đường á, mình thích những cái kiểu mà kiểu này nè, quay xe, quay đường này. Đó, làm ly cà phê sữa, quay xe, quay đường, tán lá vườn cao su không. Đá gì đâu. Đó.
nè, sắp tới đây nè, còn có 200 mấy chục mét nè, 700 mấy chục mét là tới đây nè, đi cà phê sữa. À, coi su anh em không? Đấy, đẹp. Nãy giờ là ngồi chụp ảnh quay video TikTok quá trời luôn anh em. Nói chung là làm một ly cà phê sữa buổi sáng xong rồi ten á, mình thích nhất chở khách kiểu này nè. Ten xong rồi quay những cái video kiểu chiêu trên TikTok nè. Đó, xong rồi làm những quay những cái góc lái xe như thế này nè. Đó, khá là ok. Rồi, mình đi thôi. Ok anh em. Ít à, đường đẹp quá anh em ơi. Đường đẹp lắm. Đường cao su mà. Đường bao đẹp luôn. Rồi, cũng sẽ gần tới chỗ của bà chị mình ở gần đây rồi. Rồi mình quẹo xi nhan sang là tới rồi đó nè. Đấy. Cao su à. Đặc biệt nha anh em. Mấy ông mà hay đi xuôi nắm á. Mấy ông mà hay đi xuôi nắm á nè. Mình nói thẳng là phải lắm. Nói thẳng là đi xuôi nắm thì cực kỳ thích. À, chuẩn bị là chỗ này vô đường này cua hơi nhiều nha. À, cua nè. Đó, mọi người thấy không? Tự nhiên đi qua cái rừng cao su cái tự nhiên vô tự nhiên mình sẽ có một cái xóm. Và có một cái làng người ta ở đây. Đây, à, đó, thấy chưa? Rồi, sẽ có một cái làng người ta ở đây. Đó. Rồi. Mình cũng sắp tới thôi. Đi một chút nữa là tới giờ đó. À, đây có cái chùa nè. Ok. Rồi. Ok. Rồi. Rồi, chỗ này cua nè anh em. Ui trời chết. Chà. Chỗ này cua sao ta? Dạ dạ. À, bây giờ mới thấy lợi hại của cái kính này anh em này đó. Cua thấy không? Lỗ này thấy không? Đó. Đó, mình có thể nhìn đó, mình nhìn được góc này anh em. Nè, đi xe nè. Đó, được thấy không? Đó. Đó. Đây rồi thấy không? Đi vô mấy khúc cua á nha. Có cái kính gương cầu lồi này á. Có cái gương cầu lồi này anh em xem được cái bánh xe ở dưới góc này đó, nó rất an toàn đó anh em nào mà đi hay đi xe á, mình nghĩ nên trang bị đi, nên trang bị nè, gương cầu lồi ha, đó gương cầu lồi. Rồi mình sắp tới chỗ khách rồi. Ở khu vực này dân người ta sống chủ yếu là đa số làm về cao su, cạo mũ cao su này hả, đa số là đi cạo mũ cao su kiếm tiền đó. Một cao su rồi cũng họ dân đây chắc cũng làm việc gì, làm nhiều việc, ví dụ như là có con cái thì đa số đi học trên Sài Gòn xong rồi đi lên trên Sài Gòn đi làm này kia thôi. Đây mình tới ha, mình đã tới nơi rồi anh em ơi. Đây tới nơi. Ok. Rồi ok, tới nơi. Rồi mình đi vô rước khách nha anh em. Rồi ok. Đó, mình mới sơn đồ xe lên, chở chị về. Rồi. Ok. Chào bà ngoại đây, chào bà ngoại. Rồi ok. Dạ. Bắt tay cái đi nè. Bắt tay ngoài cái đi. Bắt tay ngoài cái đi. Mình khỏe anh nha. Vừa ngon anh nha. Ý tụi nha anh. Ăn ngon ấy, ngon anh. Yeah. Rồi bye bye bà ngoại nha. Miệng nha. Rồi nha, con chờ chị cái đầu. Rồi ok. Rồi cháu đi nha con nha. Dạ dạ. Thank you.
về nội thôi. Tiếp tục. Ok. Rồi. Quay ở đây được không chị? Đa, vừa rồi là canh lên 8 kg hả? Ừ. Ui đã nha. Cho vía, cho vía. À. Em đi thẳng hết cũng được. Được vậy thì gọi ra đi ha. Hồi kia em thấy hôm bữa nó hơi khó đi kìa. Gọi ra đi. Có thì điện thoại chị nhớ là điện thoại, dây sạc các kiểu có chưa? Nha. Sẽ chở chị về. Tay thường thường là người ta biết tay đẹp là tay sướng ấy, làm bác sĩ rồi thôi đó chị. Hy vọng là bác sĩ trưởng chứ đừng có bác sĩ trưởng mình. Dễ sợ ha. Ừ, sợ chịu người chứ đừng có tự chịu mình. Ok, vào cao tốc. Mà mấy tháng rồi ta? Được, chưa được 5 đúng không? Sau 6 tháng, 7 tháng. Bao nhiêu? 4 tháng hả? 4 tháng 8 kg hả? Úi chà. Đã chứ trời. 4 tháng là 8 kg. Thì cân nặng của nó là vượt chuẩn. Vượt chuẩn luôn hả chị? Ừ, 4 tháng 7 kg là đủ. Chiều dài thì vừa đủ chuẩn. À, chiều dài vừa đủ chuẩn. Nhưng mà giờ chị có mong nó phát triển chiều cao luôn á. Cho nó cao cao chút. Dạ, thì chị với anh là vừa thôi, chưa không tới chưa tới khúc lùn lắm. Lùn, chị mong nó dài người, thế còn mập thì sau này nó ăn rồi nó mập. À, anh nó không mập, cứ như là con trai mà em nghĩ tầm 1m7 trên 1m7 là ok, đúng không? Ờ, cái bữa ba Văn nói. Trên 1m7 là đẹp. Ba Văn chứ. Mét số 2 cỡ như Phi được rồi, thôi. Ui, thôi. Cái chị kia, thời đại của nó 1m6 thì thôi. Dạ, không em, biết gì không? Em nói thiệt chị, một phần là do gen thôi, nhưng mà chị sau thì chị chăm sóc, chị cho uống sữa. Đúng mà rồi, với lại chị chăm... Quyết định được có bao nhiêu, 2 mấy%? Còn dạ. 2/3 là chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng với lại ăn canxi này kia nhiều chị. Bao nhiêu canxi là bổ sung cái này kia thêm á, là nó phát triển là nà. Chị em đi em nhiều, em thấy nhiều người bố mẹ rất là gầy và nhỏ con, mà con đẻ ra nó cao, mấy học lớp 9 mà nó cao vượt trội hơn cả ba luôn mà. Đó nên là em nghĩ là một phần là chế độ dinh dưỡng của mình đó. Chế độ dinh dưỡng rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Chế độ dinh dưỡng xong rồi, và một phần là mình cũng quyết định vào chế độ ăn uống, và chị cho chăm sóc nó là ok, mập mạp cao ráo. Chắc mập thì từ từ mập được, cao ráo nhìn ok. Giờ mập, dạ, mập béo phì nha, con nít á, mập béo phì á, ăn uống sữa nhiều. 8 kg là gần bằng cái mốc gọi là vượt hiện là quá không được cho phép luôn của con nít. Ồ vậy hả? 8 kg 1 cái 2 gì là bệnh vàng, thuộc vàng béo phì rồi đó. À. Không mà nhìn chưa béo đâu, em ý nhờ con nít vậy thôi chứ nó mới 7 tháng nữa nó người ta kêu là không nên để cho cái cân nặng mà nó vượt quá cái mức đó. À
Ấy à, thả khách rồi nha anh em. À, tại sao mọi người lại thích xem những cái khúc mà mình lên xe xuống xe rước khách á? Tại vì tùy khách. Tại vì hôm nay chị đây cũng là chị chở em bé, mình cũng hạn chế đưa những hình ảnh của con nít lên kênh anh em ha. Ví dụ như sáng quay hai đứa cháu mình nó lớn rồi, nó ý thức được rồi không nói. Nhưng mà quay con nít lên kênh nó còn nhỏ này kia nó mất công lắm. Mình thì chỉ có quay cái hành trình thôi, với là quay khúc buổi sáng mình đi cái đường khúc đó mình quay cho mọi người xem cho vui vậy. À, bây giờ mình đi về thôi anh em ơi. Cái đường chỗ này thì nó hơi khó đi nè. Rồi xong, đi vô cái chỗ này là bảo đảm chiếc xe của mình là bao dơ luôn. Chỗ này hay bị cạ gầm lắm nè, nè đó. Bao cạ gầm đó. Đó, phải đi cầu này thì đỡ mấy cạ gầm, nhưng mà rồi bánh xe nó xuống dưới kia nó dơ. Nói chung là chắc chiều mình sẽ đi rửa xe ha. Chiều mình đi rửa xe sơ quá cái cho sạch sẽ. Rửa xe sơ quá cho sạch sẽ nha nè. Rồi. Cái đường ở chỗ này á nè thì nó kiểu nó hơi gồ ghề á. À, nãy giờ mình đi 55 cây, 6 lít trên 100 cây nha anh em nè. Mức tiêu hao nhiên liệu đang báo 6 lít trên 100 cây nè. Đó, 6 lít. Ok. Xe đang ở cái mức tiêu hao nhiên liệu là 6 lít trên 100 cây. Đó, nói chung là bản 2.0 nha anh em, sáng giờ chạy đường que vậy thôi. Đó, mức tiêu hao nhiên liệu tầm 6 lít. Thì anh em nghĩ 2.0 ổn không? Đối với mình nhẹ là quá ổn rồi. Ha. Wow, mình phải đi khúc này lắm anh em nè. Đó. Ui giời, chỗ này chạy nó sướng này. Đó nha. Đảo này, thả lái này. Ui giời. Sướng. Đó. Rồi ok, giờ mình đi về thôi, về thôi anh em ơi. Đi về. Bên Idol Carnival đang làm gì ở nhà nè. Yeah, tới nhà rồi. Ok anh em, xong một cái video lái xe chở khách ở Cẩm Mỹ về. Hả, quay review lại cho anh em cái khúc cái cung đường mà mình đi á, mình chia sẻ với anh em. Nói vậy thôi, mình thì chỉ có những cái nội dung như vậy ha, xoay quanh những cái nội dung xe cộ vậy thôi anh em ha, cũng không có quay gì nhiều hơn được á. Đó, chỉ lần đó chung cũng là cái những cái nội dung mà mình thường hay quay trên kênh của mình. Chạy xe dịch vụ trong lái xe, có gì chia sẻ đó ha, có gì hay thì quay chia sẻ. Còn không thì cũng quay những cái video lái rửa xe, chăm xe bình thường chia sẻ, hay chia sẻ với anh em. Trời ơi, xe kia nó cua kìa. Yay. Rồi. Về tới đâu nha. Ok anh em, đây về tới nhà rồi. Về tới đâu nha. Hello. Về tới nhà. Xong kêu xe. Quá, wow, ông ba về hồi nào đây? Nãy hả? Cháu mới chở khách về. Đây bà mình. Đây bà mình ha. Ông bà mình hôm qua mới đi về. Đấy. Vậy về tới nhà rồi nha anh em. Thì xong một kèo xe thì đấy, chào cuốn ạ. Rồi ok, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Một kèo xe dịch vụ cũng đi cả về chưa tới 100 cây thôi, à 100 cây. Ok, cả đi cả về tầm lúc đi cũng 50, có về tầm 50 thì cũng khá là nhanh, đi nhanh lắm, 50 cây đi nhanh lắm. Rồi nói chung cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nha. Hết một buổi chạy xe thì để xem coi có cái gì hay thì nữa thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người. Ok, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nhé, cảm ơn mọi người là anh em đã luôn luôn đồng hồ ủng hộ mình xem video của mình nhé. Gặp mọi người trong những video tiếp theo nha. Xin chào anh em.